Bạch sư cư sĩ nên cúng dường chư tăng như thế nào mới đúng pháp? Cả Nam Tông và Bắc Tông có khác nhau không? Vì con mới đọc bài viết nếu cư sĩ cúng tiền cho tu sĩ sẽ mang tội hủy bán chánh pháp. Xin sư giảng cho chúng con được rõ. Nói như thế này thưa quý vị. Tăng thì Nam hay Bắc, miễn làm sao mà tu đúng chánh pháp thì thôi. Nếu như mà quý vị muốn cúng dường mà nó trọn vẹn, nó trong sạch mà không có bất kỳ một cái tì vết nào á, thì quý vị chỉ cần cúng dường tứ vật dụng thôi, có nghĩa là thực phẩm nè, y phục nè, sàn tọa nè và cái chỗ ở, quý vị làm hết mấy chuyện đó. Giả sử như mà một cái vị tu sĩ mà quý vị hộ độ đó, vị ấy bị bệnh thì quý vị chăm lo cho vị ấy cái chuyện là đi khám bệnh, lo cái phần thuốc thang, có nghĩa là vị ấy chỉ cần cầm thuốc thôi, chỉ cần đi đến bác sĩ cầm thuốc, còn tất cả những chi phí là tự quý vị bỏ bỏ ra. Đó là chi phí mà đi xe đến chỗ bệnh viện khám bệnh, và rồi chi phí điều trị bệnh, chi phí thuốc men thì tự quý vị bỏ ra và vị sư đó không cầm tới. Thì như vậy đó, cái phước quý vị sẽ trọn vẹn. Hoặc là quý vị muốn cúng dường thực phẩm thì tự quý vị chuẩn bị. Tự quý vị chuẩn bị. Đây, rồi quý vị cúng dường. Hoặc là thấy vị sư đó cần cái gì, cần cái gì thì quý vị mua cho cái vị đó, cái vị tăng đó, hoặc là một ngôi chùa đó. Ví dụ như chùa cần cái nơi để trữ nước, cái nơi để chứa nước, thì quý vị tự bỏ tiền ra và quý vị mua cái bồn chứa nước, quý vị cúng dường cho chùa. Và đương nhiên là tính luôn cả cái chuyện là xây dựng lắp đặt luôn cho chùa. Đấy. Thì như vậy á, cái phước của quý vị nó sẽ không có bị tì vết. Nhưng mà ngặt nổi á, thời nay thì chúng sanh họ không có làm được như vậy. Xin thưa, không phải là tất cả những vị sư vị nào cũng muốn cầm tiền đâu. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, giả sử như mà một vị sư bệnh á, không kiếm được ai, xin thưa không có kiếm được ai mà lo được cái chuyện đó hết, có nghĩa là hộ độ cho vị đó đi đến cái nơi khám bệnh, hộ độ vị đó chi trả cái chi phí chữa bệnh cho đến khi vị đó hết bệnh, thì nó là cho đến khi vị đó hết bệnh nha, chứ không phải là chúng ta đi làm được một lần hai lần rồi là ngưng. Bây giờ kiếm đâu ra? Tôi nói trừ khi á, những cái vị pháp sư hoặc là những cái vị hòa thượng lớn, những cái vị thiền sư mới được như vậy thôi. Còn những vị sư mà không có tiếng tăm, không có danh vọng, không có cái gì hết, không Phật tử không biết đến, rồi tới hồi vị đó bệnh á, ai lo cho vị đó? Quý vị hiểu vấn đề không? Đương nhiên là sư hiểu cái chuyện là quý vị luôn luôn muốn là cái việc cúng dường của quý vị là trong sạch không tì vết. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ thông cảm cho những vị sư mà không ai biết tới, không ai hộ độ, bệnh á, không có điều kiện để chữa bệnh, thì vị đó phải làm cái gì? Thì phải dành dụm tiền thôi. Chứ bây giờ không ai lo thì phải tự mình lo. Đời tu thì nó cũng có cái này có cái khác, không lý nào mà mình vì một chuyện mình đánh giá hết cả một đời tu. Đấy. Giờ tu mà giờ bệnh mà không có ai lo thì tự mình lo chứ. Giờ không có Phật tử chi phí thì mình buộc lòng phải dành dụm, để đến lúc mà bệnh ngặt nghèo thì cũng có cái để mà khám chữa bệnh. Đấy. Cho nên cái chuyện này không thể nào mà trách trách một ai được hết trơn ấy.
không thể trách cá nhân vị sư đó, không có nên, và cũng không nên trách luôn Phật tử, bởi vì mỗi người đều có cái trách nhiệm trong cái chuyện này, và mỗi người đều có cái phần lỗi trong cái chuyện này. À, hoặc như là một cái ngôi chùa mà cần xây dựng gì đó, ví dụ như là cần xây dựng cái nơi trữ nước, hiếm ai mà chuyện chịu mà đi mua cái bồn nước về xây dựng mà để cho nó lên tới nơi tới chốn, hiếm lắm. Đấy, đó là cái chuyện nhỏ, chuyện lớn như xây chùa. Quý vị biết là những một số ngôi chùa mà ở các xứ như là ở Miến Điện á, cái vị sư vị đó không có cầm đồng tiền, mà người cư sĩ hoặc vị người đó đứng ra. Xin đang nói ở đây á, là không có cái khuất tức ở trong đây nha, không có cái gọi là ăn uống ăn nhậu gì ở trong đây hết trơn, trong sạch hoàn toàn và minh bạch, minh bạch và trong sạch. Cư sĩ họ lo mời thầy mời thợ, chi tiền cho thợ thầy hết đấy. Rồi thậm chí đó, cư sĩ họ đến, cư sĩ họ đến họ xây dựng chùa, họ phụ chùa, họ xây dựng. Ông sư không làm gì hết, ông sư cũng không cần biết gì luôn đấy. Ví dụ như là cần xây chỗ nào thì đó chỉ cần nói thôi, rồi ngoài ra vì đấy giao hết cho cư sĩ, tự cư sĩ làm, kêu thầy kêu thợ kêu đất cát xi măng rồi đó trộn rồi xây rồi làm cho tới nơi tới chốn, sau đó cúng dường cho chư tăng thôi. Nhưng ở Việt Nam không được như vậy. Ở Việt Nam kiếm đâu ra đấy. Và ngay cả cái người mà đứng ra gọi là đứng ra thủ quỹ đó, đứng ra chịu cái chi phí, cầm cái chi phí xây dựng, kiếm được ai trong sạch và minh bạch bây giờ? Có một ngôi chùa sư biết, là theo sư được biết là cái hai vợ chồng chủ thầu xây dựng xây chùa đấy, rồi cũng cái kiểu mà kêu gọi đó, rồi họ ôm tiền họ bỏ trốn. Rồi bây giờ nhà chùa phải làm cái gì đấy? Thì quý vị thấy, vì những cái vấn đề như vậy cho nên trừ những cái vị đại phước, ví dụ như là những cái vị đại trưởng lão hòa thượng mà nổi tiếng đó nha, ví dụ như hòa thượng nổi tiếng của hệ phái, quý vị có thể tùy ý quý vị nghĩ ra một vài cái tên, thì những vị hòa thượng đó chỉ cần thông báo là từ giờ trở đi là sư không có nhận tiền nữa, thì thiên hạ tha hồ mà đến cúng dường, chăm lo cho vị này từ A tới Z, từ cái lúc mà vị này sinh hoạt cho đến lúc bệnh là vị này không cần phải lo lắng gì hết. Nhưng mà những vị sư nhỏ hơn, hoặc là những vị sư không có tiếng tăm, những vị sư không có được nhiều người biết đến, thậm chí không ai biết đến, thì quý vị nên suy nghĩ những vị đó phải sống như thế nào để mà tu đấy. Thành ra tôi nói để quý vị hiểu cái khó của cái đời tu, chứ không phải là sư biện minh cho cái chuyện là một vài vị tu sĩ, một số vị tu sĩ là vẫn sử dụng tiền đấy, bởi vì nó khó lắm, khó lắm. Nhưng mà nếu như quý vị muốn cái phước của quý vị đó mà nó trong sạch, nó không có tì vết đó, thì quý vị có thể làm như cái lời sư đề nghị ha, đó là coi cái ngôi chùa nào đó, cái vị sư nào đó cần cái gì thì quý vị hộ độ trực tiếp luôn, hộ độ từ đầu tới đuôi, và không có để vị đó phải đụng hoặc là phải quan tâm gì về vấn đề tiền bạc. Đấy, như vậy thì được. Còn cái chuyện mà cúng tiền á, thì nãy giờ sư đã nói rồi, nãy giờ sư đã nói rồi, và cái việc mà hủy hoại chánh pháp á, nó không đơn giản chỉ có mỗi cái việc cúng tiền hay không cúng tiền, mà nó liên quan đến việc á, là chúng ta thực hành giáo pháp có còn nguyên vẹn nữa hay không, hay là chúng ta lo chúng ta tà mạng. Thì cái đó nó mới ảnh hưởng đến cái chuyện là
có giữ gìn được chánh pháp hay không. Mà sư rất lấy làm lạ, sư rất lấy làm lạ là một số, một bộ phận những cư sĩ mà vị ấy dựa vào một giới hoặc hai giới mà vị đó học được á, rồi bằng một cái thái độ cực đoan đánh giá toàn bộ những cái vị sư mà vị ấy nhìn thấy, thì theo sư thì đó là một cái thái độ cực đoan. Bởi vì 227 giới quý vị không có biết hết, không có học hết, mà quý vị chỉ lo chăm bẩm một hai cái giới và quý vị dùng cái đó để quý vị cân đo đong đếm cả một đời tu của một tu sĩ đó, thì sư e là những con người đó phải xét lại, phải xét lại. Còn nếu như quý vị tự tin là bản thân mình trong sạch thì cứ đi tu đi, cứ đi tu, tu một tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Rồi khi đó quý vị sẽ thấy cái đời sống tu sĩ đó nó không đơn giản như là mình ngồi để mình gõ bàn phím đâu thưa quý vị.